Chưa thỏa thuận sao mà giờ cứ kiếm chuyện là sao? Vậy dẹp hết đi, nghỉ đi. Em coi công ty còn được bao nhiêu vốn ấy, em gom trả hết cho nhân viên cho anh nhé. Dạ anh ơi, em có chuyện này muốn nói cho anh nghe nhưng mà không biết có nên nói không. Có chuyện gì em nói đi. Dạ mấy ngày nay á, em thấy chị My hay ghé nhà anh Trương á. Em vô tình thấy rồi. Đâu rồi? Ủa sao chồng đến đây? Cô còn hỏi sao? Tôi thì đi làm cực khổ, cô thì lại lúc đến đây một trai một gái ở đây làm gì hả? Anh bình tĩnh đi anh. Im cho tới lượt mày nói. Chồng. Alo. Em nghe chị. Trương hả? Chị nói nghe nè. Anh Linh chồng chị hả em? Hình như là công ty của ảnh đang gặp vấn đề khó khăn gì đó em. Mà chị muốn giúp ảnh mà bây giờ chị không biết sao nữa. Em có thể tư vấn giúp chị được không? Chị học sale thử đi. Rồi bán hàng phụ ảnh. Chị coi lúc nào chị rảnh á, chị chạy qua bên em. Em chạy cho chị sale. Chồng coi nè, bữa giờ em bán cũng được khá khá rồi nè. Tuy em bán không có được bằng chồng, nhưng mà em cũng muốn phụ chồng được một chút gì đó. Anh xin lỗi, chồng hiểu nhầm vợ rồi.